Ở những mùa giải gần đây, Luke Shaw là cái tên khó có thể thay thế nơi đội hình Manchester United. Trong bối cảnh hợp đồng của ngôi sao người Anh sẽ đáo hạn vào mùa hè 2024, Quỷ Đỏ buộc phải nhanh chóng tìm cách giữ chân cầu thủ này nhằm tránh những sự dòm ngó của những đội bóng lớn. Tháng 12 năm ngoái, Man United kích hoạt điều khoản tự động gia hạn hợp đồng thêm một năm với Rashford, Luke Shaw, Diogo Dalot và Fred. Trong số 4 cầu thủ này, Shaw là người đầu tiên đạt thỏa thuận về một giao kèo mới. Theo thông tin mới nhất từ tờ The Athletic, đôi bên đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm 4 năm tới khi mùa giải 2027-2028 đáo hạn. Gia hạn cùng nửa đỏ thành Manchester, cầu thủ người Anh vẫn nhận mức đãi ngộ rơi vào khoảng 150.000 bảng một tuần. Man United muốn ràng buộc Shaw trong tương lai cho thấy tầm quan trọng của cầu thủ này đối với huấn luyện viên Erik ten Hag. The Athletic viết, Luke Shaw cập bến Manchester United từ Southampton hồi mùa hè 2014 với mức giá 30 triệu bảng, một con số kỷ lục thời điểm bấy giờ. Từng đối mặt với chấn thương kinh hoàng và tưởng như sẽ đánh mất sự nghiệp, song ngôi sao người Anh đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ và vươn mình trở thành một trong những hậu vệ trái chất lượng hàng đầu tại giải ngoại hạng Anh. Shaw nằm trong số những cầu thủ xuống phong độ khi Manchester United thi đấu kém cỏi và trông thiếu tự tin mùa trước. Nhưng hiện tại mọi thứ đang xoay chuyển đối với tuyển thủ Anh. Dưới thời của Erik ten Hag, anh ra sân 35 trận trên mọi đấu trường, ghi một bàn thắng và có 6 kiến tạo. Luke Shaw đã tìm lại phong độ vốn có. Anh trở thành nhân tố không thể thay thế nơi hành lang cánh trái Quỷ Đỏ. Trong một số thời điểm, chiến lược gia người Hà Lan còn kéo cầu thủ 27 tuổi vào đá trung vệ và anh vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sự ổn định của hậu vệ trái người Anh đã giúp Manchester United lên ngôi vô địch Carabao Cup, đồng thời cán đích ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh và về nhì tại FA Cup sau khi để thua Man City trên sân vận động Wembley. Mùa này, mọi thứ bắt đầu với Luke Shaw theo một cách không hề dễ dàng. Hậu vệ trái 27 tuổi người Anh đã có khởi đầu quá đáng thất vọng. Anh xuất phát 2 trận đầu mùa và Man United toàn thua. Sau thất bại nặng nề 0-4 trước Brentford vào tháng 8, huấn luyện viên ten Hag đã trao vị trí đó cho tân binh Malaysia. Tình hình càng tệ hơn với Shaw khi tân binh người Hà Lan chơi rất hay. Anh khiến cánh phải của Liverpool gần như tê liệt trong trận thắng 2-1 ở lượt đi trên sân Old Trafford. Song, Shaw chưa bao giờ bỏ cuộc. Từng vượt qua nỗi ám ảnh gãy chân, thắng Alex Tell trong cuộc chiến ở cánh trái. Và giờ Luke Shaw tiếp tục có màn trở lại mạnh mẽ. Hậu vệ người Anh sau đó đã không đá chính một trận đấu nào cho đến khi Quỷ Đỏ giành chiến thắng 2-1 trước Everton vào ngày 9 tháng 10 và trở thành nhân vật chủ chốt trong sự hồi sinh của Manchester United với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp. Kể từ đó, Shaw đã thể hiện xuất sắc và anh thậm chí còn gây ấn tượng ở vị trí trung vệ. Anh đã khẳng định vị thế của mình với tư cách là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh trái của Manchester United. Huấn luyện viên Erik ten Hag xuất hiện cùng thời điểm Shaw chạm đáy phong độ ở Old Trafford. Tôi luôn cảm thấy mình quan trọng ở tuyển. Tôi không nói rằng tôi không có được điều đó ở Manchester United, nhưng với tuyển Anh, mọi thứ diễn ra rất ổn. Tôi tận hưởng thứ bóng đá của mình, Shaw thừa nhận sau khi lập công giúp cho Tam Sư thắng Thụy Sĩ 2-1 hồi tháng 3 năm ngoái. Song, trong bối cảnh Malaysia dần bộc lộ mặt hạn chế trong khâu tấn công, Shaw tận dụng thời cơ trở lại và thực hiện màn lội ngược dòng xuất sắc. Không chỉ phòng ngự, Shaw còn hỗ trợ tích cực cho khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới của Man United. Thậm chí Shaw còn được tin tưởng đá ở vị trí trung vệ. Và đỉnh cao của anh là ở trận Manchester United thắng kình địch cùng thành phố Man City 2-1 tại vòng 20 giải ngoại hạng Anh. Hậu vệ 27 tuổi khiến Erling Haaland hoàn toàn mất hút. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi Shaw vượt trội về mọi chỉ số phòng ngự mùa này so với mùa giải trước. Anh thực hiện trung bình nhiều lần thu hồi bóng, đánh chặn và phòng thủ hơn, trong khi anh cũng ít để mất bóng hơn. Cải thiện đáng kể nhất đối với Shaw là khả năng đánh chặn. Anh thực hiện trung bình 3,37 lần đánh chặn mỗi 90 phút ở Premier League mùa trước. Con số này đã được nâng lên thành 6,31 lần trong cùng khoảng thời gian. Shaw đang chơi với cường độ cao hơn, anh cũng dần hoàn thiện phần lớn các kỹ năng chuyền bóng. Gần nhất Shaw có tình huống căn bóng vào trong chuẩn xác giúp Sabitzer ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Manchester United ở trận tứ kết FA Cup gặp Fulham. Cùng với Lisandro Martinez, Manchester United sở hữu hai cầu thủ chuyền bóng giỏi ở bên trái hàng thủ. Đó là một lợi thế giúp Rashford được chơi bùng nổ khi anh hoạt động cùng bên cánh. Shaw tiến bộ vượt bậc và không ngạc nhiên khi anh có màn trình diễn ổn định. Không chỉ ở phương diện cá nhân, sự trở lại của cậu ấy còn là tấm gương cho toàn đội. Luke là nhân tố quan trọng giúp Manchester United thắng các trận đấu lớn, huấn luyện viên ten Hag cho biết. Thời điểm mà chúng tôi nói về Luke Shaw nhiều nhất kể từ khi cập bến Manchester United, đó có lẽ là chấn thương kinh hoàng mà cầu thủ người Anh gặp phải vào năm 2015. Không chỉ phong độ gia tăng vượt bậc mà Luke Shaw còn tìm lại đỉnh cao từ chấn thương nặng đến mức suýt phải cắt cụt cẳng chân vào năm 2015. Khi mới nổi lên, Shaw được xem là người kế tục Ashley Cole ở đội tuyển Anh. Lúc đó anh chưa đầy 18 tuổi nhưng trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới bóng đá. Cũng trong năm đó,
Sô được đề cử giải cậu bé vàng và tưởng chừng không gì ngăn anh băng băng đến đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng tai nạn năm 2015 là chuyện không ai ngờ. Cú vào bóng triệt hạ của Hector Moreno của PSV tại Champions League làm cẳng chân Sô gãy gập làm đôi. Thậm chí phải tính đến phương án cắt bỏ. Sô đã khóc nức nở trước khi phải đeo bình thở oxy đi cấp cứu. Các nhân viên y tế làm nhiệm vụ đưa Sô vào bệnh viện sau pha chấn thương đã từng chia sẻ rằng Sô liên tục nắm lấy tay họ và chỉ hỏi liệu anh ấy có thể chơi bóng được nữa không. Điều đó cho thấy tình yêu mà hậu vệ sinh năm 1995 dành cho môn thể thao vô lớn đến nhường nào. Chia sẻ với Sky Sport hồi đầu năm 2018, 3 năm sau chấn thương kinh hoàng ấy, hậu vệ trái của Man United lần đầu tiết lộ sự nghiêm trọng về tình trạng của mình. Phải thừa nhận là tôi đã nghĩ đến chuyện giải nghệ. Tôi tưởng như đã mất đi đôi chân của mình. Bác sĩ chỉ nói điều đó với tôi 6 tháng sau khi gặp chấn thương ấy. Vào thời điểm ấy, họ đã nghĩ đến việc chuyển tôi về Anh qua máy bay. Nếu thế, có lẽ tôi đã phải cưa chân vì những cục máu đông. Tuy nhiên, không sự thành công nào là quá dễ dàng để đạt được. Thời kỳ mới trở lại sau chấn thương, lúc Sô đã phải vật lộn với rất nhiều vấn đề, từ việc tìm lại cảm giác chơi bóng cho đến kiểm soát cân nặng. Đã từng có thời điểm người hâm mộ dành cho anh một cái tên thân mật như là Sô béo vì thân hình thiếu cân đối của mình. Lúc Sô cũng phải chịu kiếp dự bị cho Ashley Young khi Manchester United còn được dẫn dắt bởi Jose Mourinho. Cho đến khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền, anh cũng không thể cạnh tranh được vị trí với cầu thủ trẻ Brandon Williams. Nhưng tất nhiên không thể trách những huấn luyện viên của Manchester United bởi họ cần những nhân sự tốt nhất. Trong khi đó, ở thời điểm ấy, Luke Shaw quá nặng nề và không còn di chuyển linh hoạt. Quãng thời gian nghỉ dài cũng khiến anh mất đi khá nhiều cảm giác chơi bóng. Mùa giải năm 2019-2020 chứng kiến sự bứt phá đầy ngoạn mục của Luke Shaw khi anh đã tìm lại được cảm hứng chơi bóng, để từ đó chấn giữ luôn hành lang trái của đội chủ sân Old Trafford. Thời điểm dính chấn thương nặng, người hâm mộ đã lo ngại Luke Shaw sẽ đánh mất phong độ, thậm chí là mất đi cả sự nghiệp đang lên của mình. Tuy nhiên, cho tới lúc này, hậu vệ người Anh có vẻ đã hoàn toàn vượt qua nỗi ám ảnh đó. Luke Shaw đã không ngần ngại ký vào bản hợp đồng 4 năm với Manchester United, đơn giản vì anh mang ơn đội chủ sân Old Trafford rất nhiều. Không phải câu lạc bộ nào cũng có thể chờ đợi và đánh cược vào một cầu thủ chấn thương nặng. Hy vọng họ có thể trở lại như thời đỉnh cao. Nhưng Manchester United đã đặt niềm tin trọn vẹn cho Luke Shaw, để giờ đây hậu vệ trái này đang trả ơn quỷ đỏ bằng lòng trung thành tuyệt đối của mình. Vết sẹo trên chân của Luke Shaw càng làm cho anh được yêu mến hơn bởi những nỗ lực phi thường sau khi suýt phải giải nghệ vào 8 năm trước. Từ một cầu thủ tưởng như đã kết thúc sự nghiệp sau chấn thương kinh hoàng, giờ đây chúng ta thấy được một Luke Shaw trở lại mạnh mẽ và đầy phi thường. Không chỉ đóng vai trò quan trọng tại Manchester United mà hậu vệ sinh năm 1995 còn trở thành nhân tố chủ chốt trong màu áo của Tam Sư. Nỗ lực của Luke Shaw trở thành câu chuyện truyền cảm hứng đến rất nhiều cầu thủ đang gặp chấn thương mong ngày trở lại sân cỏ. Nhìn vào những gì hậu vệ tuyển Anh làm được, rất nhiều cầu thủ sẽ có thêm động lực cùng sự quyết tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn. Từ một cầu thủ tưởng chừng phải giải nghệ vì chấn thương, anh đã trở thành một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất Euro 2020. Luke Shaw đã cho người hâm mộ túc cầu thế giới thấy, anh đã vượt qua được nỗi sợ hãi cùng áp lực từ nhiều phía để có được thành công như ngày hôm nay.